Ok, và bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc bảng phát âm bảng chữ cái nha. Rất là nhiều bạn chúng ta đã đọc theo thói quen và chúng ta đã thuộc bảng chữ cái này rồi. Chúng ta đọc phát âm rất là ổn rồi. Tuy nhiên thì có một số vẫn có một số cái lỗi nhỏ mà chúng ta nhiều khi chúng ta quên mất, thì cô sẽ lưu ý lại cho các bạn nhá. Ví dụ như bảng chữ cái này. A A được chưa? Tiếp tục này. B y dài nha, các bạn nhìn thấy chữ y mà có dấu hai chấm như này nó là y dài nha. B được chưa nào? Tiếp tục này. C C rồi, chữ này đừng đọc là đi được chưa nào? Cái cách bật chữ d trong tiếng Anh nó hơi nhẹ hơn tiếng Việt một chút này, bật này. D d d được chưa? D D rồi, tiếp tục chữ này đọc đơn giản mỗi là y. Tiếp tục các bạn này, chữ này người Việt các bạn nhìn thấy chữ e này, xong các bạn thêm chữ f f F, F, nhớ bật chữ F này nha. Tiếp tục này, các bạn nhìn chữ này này, khi mà nó có cái ký hiệu chữ D đi với chữ D này, chúng ta sẽ đọc là D, D, G, 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 nhớ chưa? Rồi, tiếp tục chữ H này này là chữ mà chúng ta hay sai nhất. Và này chúng ta đọc này, E, Y, chúng ta đọc vẫn A. Sao đúng đúng giống chữ này không? A, thế xong các bạn thêm chữ này, chữ T với chữ S dài này, nó đọc thành chữ Ch, H, H, được chưa nào? H. Đó. Tiếp tục này, I, I, rồi tiếp tục này, J, A, J, đây hai chữ J này các bạn nhìn thấy không nào? G và J, J, tiếp tục này, A đúng không? K, 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 chữ này đừng đọc là E nha, mà đọc là L, E, xong thêm chữ L và L, L, được chưa? Rồi, đây là E, xong thêm chữ M, 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 rồi, N, N, U, O, O, O. Tiếp tục này, chữ này này, chữ P chúng ta bật hơi này. P, P, chữ này này. Kill, 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 được chưa? Chữ này là chữ A dài, chúng ta sau đó chúng ta cong lưỡi chữ R lên. R, R, người Việt mình cứ hay đọc là PQR đúng không? Thực ra phải là P, Q, R. À, chữ này đọc là E xong thêm chữ S đằng sau vào S, S. À, chữ này thì bật đừng đọc là T nha, đọc là T, chữ tờ mình bật như thế đó. T. Rồi, tiếp tục này. U, U. V, V. Được chưa nào? Chữ này các bạn nhìn thấy A ngắn này. Trap, trap, trapper, đúng không? Trapple, trapple. Rồi, tiếp tục này. X. À, chữ này là E này. E này. À, đúng không? X, X, được chưa? Y, Y. Đây, còn đây là đọc là Z hoặc là Z đều được các bạn nhá. X, Y, Z hoặc là X, Y, Z nhá. Z. Ok, rồi. Như vậy thì chúng ta đã biết cách đọc bảng chữ cái rồi nha các bạn nha.